Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2017 rồi. Chúng ta sẽ được nghỉ thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Đối với những anh em có chung niềm đam mê là đi chơi xa bằng trên chiếc xe hai bánh của mình như tôi, thì ắt hẳn các anh em đã sẽ có một dự định đi chơi đâu đó. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị những gì cho chiếc xe yêu dấu của chúng ta có thể đưa chúng ta đi tới nơi về tới chốn. Thì với chiếc xe của tôi, ngày mai tôi sẽ đi một cái hành trình dài 1.000 cây số từ Sài Gòn đi Đà Lạt đi và về. Có rất là nhiều người sẽ thắc mắc Sài Gòn Đà Lạt đi và về làm gì mà tới 1.000 cây số. Nhưng mà thưa các bạn, cái con đường chúng tôi đi á thì được mệnh danh là con đường tèo em. Mấy anh em tôi á nó hay thích dẫn tôi đi đường tắt, mà cái đường tắt đó mỗi lần tôi đi á đi và về phải 1.000 cây số. Vì thế nên tôi phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi mà đi. Thì chúng tôi cần phải chuẩn bị những gì? Điều đầu tiên chúng tôi cần phải chuẩn bị đó chính là phải thay nhớt xe. Mình có thể tự thay ở nhà hoặc là đem ra hãng. Thay nhớt mới sẽ giúp cho động cơ bạn hoạt động tốt và bền bỉ hơn khi đi tour, ít xảy ra hỏng hóc về trục trặc máy móc. Cái thứ hai nữa là trước khi đi tour mình nên đổ sẵn đầy bình xăng đi. Tại vì thường anh em chúng ta sẽ hay xuất phát vào ban đêm, tới lúc đó mà chúng ta phải đi kiếm cây xăng để đổ thì nó rất là mất công và mất thời gian. Ngoài ra hãy vệ sinh sên của bạn sạch sẽ và tra dầu mỡ sên thiệt là mướt để mà chúng ta có thể chạy trên những cung đường nó không có vấn đề về sên nhông sên đĩa. Cái thứ ba đó chính là phải kiểm tra đĩa thắng và bố thắng coi nó có quá mòn hay nó bị sọc hay không. Nếu mà sọc hoặc là mòn thì chúng ta bố thắng chúng ta có thể thay thế, còn đĩa chúng ta có thể chà nhám theo cái phương pháp mà tôi đã nêu ở trong những cái phần trước. Ngoài ra cái điều thứ tư chúng ta phải kiểm tra vỏ bánh xe trước và sau xem có nó có mòn quá không, có bị phù lủng lỗ hay là ăn đinh gì không thì chúng ta nên khắc phục sửa chữa hoặc là thay thế trước khi đi tour. Đó là điều thứ năm. Còn qua cái điều thứ sáu, chúng ta phải lưu ý rằng có những loại xe sử dụng nước làm mát thì chúng ta nên kiểm tra nước làm mát có bị thiếu hụt hay không. Nếu thiếu chúng ta châm thêm để cho cái hành trình của mình nó ổn định. Đấy. Ngoài ra có một điểm nữa chúng ta cần phải lưu ý mà ít người chú ý, đó chính là mực dầu thắng. Thường chúng ta hay không bao giờ chú ý tới dầu thắng còn nhiều hay ít, và khi chúng ta hết dầu thắng chúng ta sẽ bị mất thắng. Vì thế hãy châm thêm dầu thắng nếu mà đã hết dầu thắng. Ngoài ra trước khi đi tour tôi sẽ còn làm một chuyện gì nữa, đó là làm cái vệ sinh cá nhân. Làm vệ sinh cái gì? Đó chính là tôi cắt tóc. Các bạn đã hãy chú ý đây, tôi đã vừa mới cắt tóc. Tại vì biết sao, khi mà đi tour tôi sẽ đội cái nón bảo hiểm, và khi mà tóc dài thì sẽ rất là dễ gây ngứa cho tôi, nó không có thoải mái cho trên cái hành trình của tôi. Vì thế nên tôi đã cắt tóc trước khi đi tour. Ngoài ra một điều quan trọng bậc nhất nữa đối với tôi đó chính là có thờ có thiêng, có kiền có lành. Thì trước khi đi tour lúc nào cũng vậy, tôi sẽ thắp những nén nhang để dâng lên ông địa hoặc là trên bàn thờ tổ tiên để mà cầu mong một cái sự phù hộ cho tôi và bạn bè anh em đi chung tất cả đều được an toàn và bình an trên những nẻo đường của đất nước. Thì tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm như tôi để bạn có thể một phần nào đó có thêm tin tưởng và thoải mái trong cái quá trình mình đi tour để nó an toàn và nó hiệu quả. Và hãy nhớ, hãy luôn nhẹ nhẹ tay ga để có thể cùng tôi đi tới nơi về đến chốn. Chúc các bạn có một cái Tết Tây vui vẻ trên mọi nẻo đường với người mình yêu thương nhất. Chào mọi người.